Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong với bài tập toán 2 tập 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài 80 ôn tập về phép cộng và phép trừ tiếp theo. Bài số 1 tính nhẩm. Trang 94 nha. Bài số 1 tính nhẩm. 14 tính trừ 9 được 5. 8 cộng 8 là 16. 14 ta trừ cho 6 bằng 8. 9 cộng 4 là 13. 16 ta trừ 7 được 9. 11 ta trừ 5 được 6. 17 ta trừ cho 8 được 9. 11 ta trừ 9 được 2. 12 ta trừ cho 8 được 4. 13 ta trừ cho 6 được 7. 12 ta trừ 5 được 7. 3 ta cộng cho 8 là 11. 6 cộng 9 là 15. 18 ta trừ cho 9 được 9. 3 ta cộng 9 12. 16 ta trừ cho 8 được 8. Bài số 2 đặt tính là tính 47 ta cộng cho 36. 100 ta trừ cho 22. 90 ta trừ cho 58. 35 ta cộng cho 65. Rồi, cái ngang qua. Bảy nó cộng 6 là 13, viết 3 ta nhớ 1. 4 cộng 3 7, 7 1 là 8. 0 ta trừ 2 không được, ta mượn 10. 10 trừ 2 được 8. 8 ta trả 1. 2 cộng 1 là 3 đúng không? 0 ta trừ 3 không được, ta mượn 10. 10 ta trừ 3 được 7. À, không. 0 ta trừ cho 8 được, ta mượn 10. 10 ta trừ 8 được 2, 2 ta trả 1. 5 cộng 1 là 6. 9 ta trừ 6 được 3. 5 cộng 5 là 10, với 0 ta nhớ 1. 3 ta cộng 6 9, 9 cộng 1 là 10. Bài số 3. 12 ta trừ cho 4 được 8. 8 ta trừ cho 2 được 6. 14 ta trừ cho 3 được 11. 11 ta trừ cho 5 được 6. 12 ta trừ 6 được 6. 14 ta trừ cho 8 được 6. 17 ta trừ cho 8. À, ta trừ cho 9 được 8. 17 ta trừ cho 7 được 10. 10 trừ 2 được 8. 15 ta trừ 7 là được 8. 15 ta trừ cho 5 được 10. 10 ta trừ cho 2 là được 8. Bài số 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 64 lít nước mắm, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng là 18 lít nước mắm. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm? Bỏ. Bao nhiêu lít nước mắm bỏ? Số lít nước mắm buổi chiều cửa hàng đó bán được là số lít nước mắm. Nước mắm nè. Buổi chiều cửa hàng đó đó bán được là rồi xem lại bài. Buổi sáng bán được 64 đúng không, 64 lít. Buổi chiều bán được ít hơn là trừ 18 bằng
14 ta trừ cho 8 được, ta mượn 10, 10 cộng 4 là 14, 14 ta trừ cho 8 được 6, ta trả 1. 1 cộng 1 là 2, 6 ta trừ 2 được 4. Lít nước mắm. Đáp số 46 lít nước mắm. Bài số 5, đố vui. Viết 3 phép trừ có hiệu bằng số bị trừ. Được. Hiệu là gì? Số bị trừ là gì? Ừ. Rồi. Hiệu là bằng số bị trừ đúng không? Như vậy chẳng hạn như giờ thầy có là hiệu là 4 này. À, số bị trừ là 4 này. Nó trừ cho 0 bằng 4. Được không? Như đây dạ, đây là số bị trừ đúng không? Đây là hiệu. Số bị trừ ta bằng hiệu là 4. Nào. Vậy tương tự chúng ta số số trừ là bằng 0 nha. Ví dụ như 5 ta trừ cho 0 là bằng 5. Nào. Số bị trừ đây bằng với hiệu đây, được không? Tương tự chẳng hạn như thầy có 8 ta trừ cho 0 là bằng 8 nha. Đây là số bị trừ bằng hiệu. Nào. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.